Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Ròm Vlog cả nhà. Thì quý cô chú anh chị hiện giờ Nguyên Ròm đang ngồi ở trong miếu ông già. Thì hôm nay thì Nguyên Ròm đến miếu để cúng cơm chay giúp cho một người anh tên là anh Ngô Xuân Sơn nha cả nhà. Thì anh này hiện tại đang sinh sống ở thành phố Đà Nẵng. Thì hôm nay anh có nhờ mình đến miếu cúng cơm chay và trái cây hoa quả cho ông. Đó thì hôm nay thì hai chồng mình đang chuẩn bị cúng giúp cho anh. Thì bây giờ bà xã mình đang cắm hoa bên trong cả nhà. Thì Nguyên Ròm xin mời quý cô chú anh chị mình theo chân của Nguyên Ròm tiến vào bên trong nha. Ok cả nhà ơi. Thì xin mời quý cô chú anh chị mình theo chân của Nguyên Ròm vào bên trong miếu nha. Để mình quay cái khung cảnh ở miếu vào giấc trưa cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Yên tĩnh không bóng người. Hello. Hello cả nhà. Tết tới rồi cả nhà ơi. Đó, cúng ông cho ông phù hộ gia đạo bình an cả nhà ơi. Sang năm mới làm ăn phát tài phát đạt. Ok cả nhà, thì Nguyên Ròm xin phép tạm ngưng để mình chuẩn bị cơm canh bài lên nha cả nhà. Ok cả nhà, thì từ sớm giờ thì hai vợ chồng mình cũng đã bày biện cơm chay và canh đầy đủ lên cho ông rồi đó cả nhà. Thì Nguyên Ròm cũng xin nhắc lại. Thì hôm nay thì Nguyên Ròm đến và cũng giúp cho một người anh tên là anh Ngô Xuân Sơn. Thì anh đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng nha cả nhà. Ok, thì Nguyên Ròm cũng chỉ quay sơ qua những cái món lễ vật mà Nguyên Ròm chuẩn bị đến để cúng cho ông. Thì bây giờ Nguyên Ròm xin phép tạm ngưng. Ok cả nhà, thì bây giờ Nguyên Ròm sẽ tiến hành và cúng nha cả nhà. Thì cũng như những lần trước khi Nguyên Ròm đến đây thì Nguyên Ròm cũng chuẩn bị một tờ giấy và ghi vào trong đó những cái điều mà quý cô chú anh chị mình cầu khấn xin ông. Thì Nguyên Ròm sẽ ghi vào bên trong này để một chút khi mà Nguyên Ròm cúng xong thì Nguyên Ròm sẽ tiến hành và đốt trình lên cho ông. Đó thì riêng về những cái cầu khấn của quý cô chú anh chị thì Nguyên Ròm cũng không có tiện nói lên đó. Thì quý cô chú anh chị ơi, thì Nguyên Ròm cũng đã cúng xong rồi. Thì bây giờ Nguyên Ròm xin phép đốt tờ giấy để trình lên cho ông nha cả nhà. Ok cả nhà ơi, thì Nguyên Ròm cũng đã đốt xong tờ giấy và trình lên trong rồi. Thì bây giờ Nguyên Ròm xin phép tạm rời khỏi camera. Thì quý cô chú anh chị mình bên trong quan sát xem ong có hiển linh và xuất hiện để dùng bữa hay không cả nhà. Thì nếu mà quý cô chú anh chị mình xem quan sát kỹ nha. Thì Nguyên Ròm xin phép tạm rời khỏi camera nha cả nhà. thì ok cả nhà ơi, thì từ sớm giờ thì Nguyên Ròm đi ra bên ngoài thì không biết là quý cô chú anh chị mình bên trong này xem có thấy ong hiển linh và xuất hiện để dùng bữa hay không cả nhà. Thì nếu mà quý cô chú anh chị mình xem mà có thấy ong hiển linh và xuất hiện dùng bữa thì quý cô chú anh chị mình hãy comment ở bên dưới cho Nguyên Ròm biết nha. Thì sẵn đây thì Nguyên Ròm cũng xin nhắc lại một lần nữa nha cả nhà. Thì thời gian đây tới Tết thì Nguyên Ròm cũng xin phép quý cô chú anh chị mình, Nguyên Ròm nhận cúng miếu ông già tiên. Đó thì quý cô chú anh chị mình nếu ai mà có lòng muốn cúng miếu ông thì hãy trực tiếp liên hệ với Nguyên Ròm nha. Thì Nguyên Ròm xin phép để cái số điện thoại mình ở bên dưới, điện thoại Zalo đó cả nhà. Thì quý cô chú anh chị mình cứ tự nhiên gọi cho Nguyên Ròm, đừng có ngần ngại gì hết. Thì đến đây thì Nguyên Ròm cũng xin khép video lại. Thì cuối video thì Nguyên Ròm xin chúc toàn thể quý ông bà cô chú anh chị mình có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy phúc nha. Bye bye cả nhà.